Bất ngờ sa sút phong độ trong giai đoạn nửa cuối của mùa giải, nhiều người đã nghi ngại về khả năng chiến thắng của SHB Đà Nẵng trong chuyến làm khách của Lam Sơn Thanh Hóa ở vòng đấu áp chót của V-League năm nay. Thế nhưng, đội bóng sông Hàn đã xua tan mọi nghi ngờ bằng một chiến thắng tưng bừng ngay trên sân Thanh Hóa. 1-0, 1-1 rồi 2-1 cho đội chủ nhà Lam Sơn Thanh Hóa. 45 phút đầu tiên của trận đấu trên sân Thanh Hóa đã diễn ra kịch tính, với hy vọng được thắp sáng cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì đội chủ nhà làm được, vì sau đó là show diễn của riêng cá nhân Matias. Matias chắc chắn là cái tên khó quên đối với người hâm mộ xứ Thanh và cũng là một trong những cái tên ấn tượng bậc nhất tại V-League năm nay, chỉ sau trận đấu ở vòng 25. Matias là người mở tỷ số trận đấu, là người gỡ hòa 2-2 cho SHB Đà Nẵng và cũng chính anh là người lần lượt nâng tỷ số trận đấu lên thành 3-2 rồi 4-2 cho đội khách. Tất cả đã đưa Matias trở thành cầu thủ hiếm hoi trong mùa giải năm nay, một mình ghi 4 bàn trong một trận đấu. SHB Đà Nẵng có thêm 3 điểm để không phải bận tâm tới chuyện đá playoff nữa, nhưng chiến thắng ở xứ Thanh có thể nói là chiến thắng của riêng cá nhân chân sút Matias.